Trước khi em bước ra thi, anh muốn nhắc em một điều này. Hãy tự tin. Bước vô cái đường này không phải là đơn giản. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và gian khổ, em hãy giữ lòng tin. Trái tim phải giữ vững. Tên mình và em từ đâu đến? Dạ em tên Võ Thị Ngọc Quyền, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ thì Quế Trân cũng không xa lạ gì với thí sinh Ngọc Quyền rồi. Năm nay rất là vui mừng chào đón em trở lại với chương trình. Tâm lý lúc này thế nào ha? Em rất là vui và hạnh phúc khi được trở lại với chương trình Chung Giờ Giọng Cổ năm 2018 và được gặp gỡ lại quý vị khán giả. Trong một năm qua thì em đã học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ các anh chị huấn luyện viên và các anh chị nghệ sĩ đi trước. Thì em đã chuẩn bị cho mình phần thi rất là tốt. Và em hy vọng rằng em sẽ được đi tiếp vào sâu hơn nữa ở các vòng tới. Thank you.
tròn chữ yêu, bỏ mẹ một mình khi bóng ngã chiều nghiêng, con như cánh chim bay trong miền giang nhà, lối qua gì mẹ là chốn bình yên. Chúc mừng em. Hết hồi hộp chưa? Dạ đỡ luôn chút. Đỡ luôn chút mà. Em là thí sinh ra đầu tiên, chị lại cảm giác em không có hồi hộp. Em ca rất là tự tin. Sự biểu diễn vừa rồi của em là chị rất là thích. Ngọc Quyền, là anh nhìn thấy ở em á, là có một cái tố chất bởi cái nội lực, bởi cái giọng hát của em. Tuy nhiên hôm nay thì dường như là bị thiếu ngủ tí xíu. Đúng rồi, nên là cái giọng của em nó hơi bị tưa. Cái câu 1 anh không thích lắm, nhưng mà bắt đầu từ cái câu 2 thì em đã lấy lại được cái bình tĩnh và em đổ xuống cái hò 16 thì nó rất là ấn tượng. Mong rằng là em sẽ giữ gìn sức khỏe để mình có thể đi những cái chặng dài hơn. Điều quan trọng là mình càng ngày mình phải tỏ ra mình là một người chuyên nghiệp. Năm nay thì chị Trân thấy cái sự chuyên nghiệp cũng đã dần dần lớn hơn ở trong em so với năm trước rồi. Chắc có lẽ là hoạt động nghệ thuật của em nhiều hơn đúng không? Kinh nghiệm nhiều hơn. Giọng ca cũng hết sức là nội lực, rất là hay. Em biết xử lý luyến lái, điêu luyện hơn. Chị chúc mừng em và hy vọng em sẽ bước sâu hơn trong năm Chuông Vàng Vòng Cổ này. Dạ, em cảm ơn chị. Sự thật mà nói á, hiếm có giọng hát nào mà lên cao thì cao vút mà đi xuống thì vẫn tới. Cái dài dạng kinh nghiệm khi em được đi hát và em được gặp được nhiều anh chị em góp ý, vì vậy cho nên là hôm nay anh thấy em tốt. Bây giờ thì em hãy bình tĩnh để nghe sự lựa chọn của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Chị chọn em. Xin chúc mừng. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Hai sự lựa chọn có nghĩa là em đã lọt vào danh sách rồi. Một lần nữa xin thay mặt cho ban giám khảo chúc mừng em.